Em chia sẻ với chương trình là em hiện tại là em sao? Qua một lần đò. Qua lần đò. Hiện tại thì em có hai bé ạ. Hai bé? Hai bé gái ạ. Em thấy phù hợp với em cũng một lần đò. Có sự đồng cảm. Thế thì anh có cháu nào không? Em có hai cháu, một cháu trai và một cháu gái. Mời nhà trai. Mời em trai. Mời nhà gái. Chào cô gái. Thôi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan, và xin chào tất cả anh chị khán giả trong trường quay. Dạ, chào nhà trai. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em tên là Bùi Danh Tráng, em sinh năm 1984. Hiện nay thì em đang công tác trong mảng đào tạo lái xe ô tô. Hiện nay thì em đang làm quản lý một cơ sở đào tạo lái xe ô tô tại khu vực Hà Nội. Em chuyên quản lý về thực hành đào tạo lái xe ô tô ạ. Từ Hà Nội vào đây luôn em hả? Dạ vâng ạ. Wow. Thành phố Hồ Chí Minh chào đón người đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng, xin cảm ơn cả nhà. Rồi, mời em gái bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hà Thị Bích Thủy ạ. Năm nay em 37 tuổi. Em lớn lên ở Phú Thọ ạ. Hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội ạ. Vâng, em sinh sống và làm việc Hà Nội. Là cũng bay từ Hà Nội vào để tham gia chương trình luôn. Vâng ạ. Hai người từ Hà Nội vào luôn. Wow. Rồi chúng ta nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của nhà gái đi nào. Ưu điểm của em thì được mọi người nhận xét ý, là em là một người dễ gần, vui tính, nghĩa là chân thành. Vâng ạ. Khuyết điểm của em thì có một chút xíu có thể là hơi nóng tính một chút. Đó, nhà gái chúng tôi sơ sơ như vậy đó ạ. Rồi mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình như thế nào? Ưu điểm của mình là nấu ăn ngon, và mình là một người đàn ông sống có logic. Trong cuộc sống thì mình luôn luôn là người cởi mở, hòa đồng với mọi người, và đặc biệt trong đối tác của mình và trong đồng nghiệp của mình nhận xét rằng là mình là một người luôn luôn dẫn đoàn đội rất là tốt. Đó là ưu điểm. Nhưng anh chưa hiểu rõ một người đàn ông sống theo logic cái là sao nhỉ? Em có thể chia sẻ chút xíu anh cái vụ sống theo logic là sao? Logic nó giống như là trong cuộc sống của anh chị ạ. Nó giống như một cái hàng ngày chúng ta, buổi sáng chúng ta khi chúng ta ngủ dậy đúng không ạ? Chúng ta làm việc và chúng ta sẽ có kế hoạch trước. Vâng, là chúng ta sẽ có kế hoạch trước của ngày hôm nay hoặc ngày mai hoặc là trong vòng một tuần hoặc là một tháng. Tức là em là như vậy. Cái gì cũng phải có kế hoạch trước đúng không? Có kế hoạch trước và mục tiêu rõ ràng. Vâng, thì đó là, đối với em đó là logic. Rồi. Nhưng mà ví dụ như có những cái sự việc nó xảy ra nó không nằm trong cái dự tính và sắp xếp của mình thì nó có ảnh hưởng đến tâm lý của bạn không? Tất nhiên là có, nhưng mà nếu một người mà thực sự là có trải nghiệm tốt và sống theo logic chuẩn thì chắc chắn nó sẽ có phương án để giải quyết vấn đề đó. Rồi, đó là anh sống theo logic á. Mà em gái thấy sống theo logic tốt không? Tốt anh ạ, hợp với em ạ. Hợp với em đúng không? Đó, quan trọng là hợp với nhau thôi. Rồi, mình đường tình duyên sao nè em gái? Em chia sẻ với chương trình là em hiện tại là em sao? Qua một lần đò. Qua lần đò. Hiện tại thì em có hai bé ạ. Hai bé? Hai bé gái ạ. Rồi ở với nhau mấy năm mà mình chia tay em? Em ở với nhau được 9 năm ạ. Một con đò đi với nhau 9 năm. Vâng. Có hai thành viên, hai cô con gái rồi phải chia tay. Đó, bên nhà gái của chúng tôi thì là như vậy. Em chào anh ạ. Dạ, em chào chị ạ. Phụ nữ một lần đò đó anh. Anh thấy tội nghiệp không anh? Em thấy phù hợp với em cũng một lần đò. Có sự đồng cảm. Thế thì anh có cháu nào không? Em có hai cháu, một cháu trai và một cháu gái. Dạ, bên kia cũng hai cháu. Vâng. Đầu tiên xin được chia sẻ về tình cảm đối với bạn gái bên cạnh. Chúng ta thì trong cuộc sống thì cũng không ai biết trước được như thế nào cả. Nhưng mà cũng rất là mong muốn trong cuộc sống còn lại, cuộc đời còn lại tìm được một mảnh ghép tốt cho mình. Dạ. Em mong muốn một người phụ nữ là đầu tiên là phải biết chăm lo gia đình, chăm lo con và bố mẹ của mình. Sau cái đó, điều này em khỏi phải lo. Bởi nhà gái tôi là lo cho hai đứa là biết chăm sóc rồi, thấy không? Mà hai đứa con gái nó còn chăm cực hơn nữa đó. Cho mình hỏi câu này nhé. Sau cái cuộc hôn nhân đó thì mình tự thấy mình có lỗi gì trong đó không? Bản thân em thấy có lỗi. Thí dụ? Có thể là đầu tiên thì em nghĩ là mình công việc của mình dành ít thời gian cho gia đình quá. Và cái cuộc hôn nhân của em thì nó có một Vấn đề là cái sự chênh lệch tuổi tác nó quá lớn, vì cái sự suy nghĩ nó không được chín chắn. Vậy thì ngay từ giây phút này chúng ta phải cố gắng làm sao thay đổi cái lỗi lầm đó của mình. Quan trọng là nhận ra anh ạ. Đúng rồi, quan trọng nhận ra. Sao em gái? Nói để xem có giống người bên đây không? Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ thì em mong muốn có một người bạn trai, bạn đời của mình là một người có như là có tấm lòng chân thành. Có tấm lòng chân thành. Vâng. Yêu thương mình, yêu thương cả con mình nữa. Vâng. Thứ hai nữa là biết quan tâm, chia sẻ. Thứ ba là phải sống có trách nhiệm và phải có sự nghiệp ổn định ạ. Em không thích điều gì ở đàn ông nhất? Em không thích nhất là người đàn ông nóng tính, vũ phu, hút thuốc và rượu chè. Vậy thì chắc em đã trải qua người đàn ông đó rồi. Vâng. Không, bên đây thì không có điều đó đâu. Không có hay không thì không biết, nhưng mà thí dụ có vũ phu thì cũng phải lên lịch trước nên là an tâm, mình có lịch sẵn rồi, có gì mình né. Nói chung người đàn ông này thì không đến mức gì đâu, chỉ có cái là thiếu quan tâm chăm sóc dành thời gian gia đình thôi, mà nãy đã nhận ra rồi ha. Bao nhiêu cái ý đưa ra thì em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em thấy là em với bạn nữ bên kia có khá là nhiều sự quan điểm cũng giống nhau, bởi vì là chúng ta cũng đã qua một lần và đã biết được những cái thiếu sót của mình. Và mình chắc chắn là em cũng đã từng đọc được nhiều cuốn sách ấy. Những người mà đã trải qua một lần rồi ấy, họ sẽ trân trọng cái lần thứ hai hơn, và cái sự lựa chọn thứ hai sẽ là cái sự lựa chọn cuối cùng. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta hỏi người thân đi. Được. Anh trai đi với ai vậy? Dạ thưa chị, em hôm nay em vô Hà Nội vào đây một mình ạ. Dạ rồi, có ông Mai lo ha. Để tôi. Vâng. Dạ. Rồi, chắc cô gái của chúng ta cũng vậy hả cô gái? Dạ, hôm nay em đi cùng với đồng nghiệp của em ạ. Có đồng nghiệp ở đây. Trời ơi, quý quá. Rồi, ai đại diện nhà gái mình? Em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Chào khán giả ở trường quay. Em thì là đồng nghiệp của em Thủy. Và hôm nay em vào đây tham dự chương trình cùng với em Thủy. Chị thấy người đàn ông này như thế nào? Rồi, em cũng có một đôi lời muốn nói với em Thủy. Đấy là chị thấy thì bạn trai bên này thì chị thấy nhanh nhẹn, cởi mở. Công việc như thế đối với em là ok, mà chị thấy cũng đáp ứng được một số cái mong muốn của em. Thì lát nữa khi mà em và bạn ấy nói chuyện thì em sẽ tự cảm nhận và tự đưa ra quyết định cho mình. Nhưng mà chị vẫn mong muốn là hai em cho nhau cái cơ hội để đến được với nhau. Cảm ơn chị. Mở rào thôi. Mở rào. Các bạn sẽ tự trò chuyện với nhau, cảm nhận với nhau và đưa ra quyết định nha. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Bạn có quan điểm gì về cuộc sống gia đình nếu mà chúng ta đến với nhau? Đầu tiên, vâng, em muốn là cuộc sống vợ chồng gia đình là phải có hạnh phúc. Hai người là phải hiểu nhau, trân trọng nhau, tôn trọng nhau, biết quan tâm chia sẻ, có vấn đề gì thì hai cùng ngồi ra ấy, nói chuyện với nhau. Để cho nhau biết đừng có để trong lòng ấy, để đến lúc mà khi nó bùng ra rồi thì nó lại là quá muộn. Vâng. Thật ra hai bạn còn cũng rất là trẻ đó. Thử mình bàn với nhau xem mình có thể có muốn có con nữa không? Nếu chúng ta về với nhau. Chắc chắn chứ anh. Thì bàn thử xem, biết đâu người phụ nữ có đồng ý không nữa. Nếu như mà hai bên có tình yêu với nhau thì đương nhiên sẽ phải có gắn kết. Anh yêu con em và em cũng yêu con anh, và chúng ta đều là một gia đình. Tuyệt vời. Khoảng bao lâu thì chúng ta có thể đến với nhau được? Anh thì anh hay tôn trọng ý kiến của người phụ nữ. Vâng ạ. Em thì cứ phải tìm hiểu trong vòng 1 năm. Đấy, tìm hiểu trong vòng 1 năm. Thì vì chúng ta đến cái thời điểm này là chúng ta cũng không nên vội, đúng không anh? Vâng, không nên vội. Thì khi đến thứ hai là chúng ta phải có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn, để xem có những cái điểm nào phù hợp với nhau và không phù hợp với nhau. Nếu như mà có thể là hợp nhau thì chúng ta có thể tiến tới. Sớm hay muộn, 1 năm cũng được, còn nửa năm cũng được ạ. Vâng ạ. Bây giờ thế này, đến đây hai bạn nhìn thẳng mắt nhau, hai cái tay bên kia nữa. Đó, Bây giờ các bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau để cảm nhận. Và em hãy nói những cảm nhận của em nãy giờ nói chuyện với cô gái như thế nào, nói từ đáy lòng của mình và ngược lại như thế nha. Anh cảm nhận em thế nào? Anh cảm nhận em là một người, đúng là một người phụ nữ gia đình, là một người sống hướng nội và một người phụ nữ anh đang cần. Anh cảm ơn em nhiều. Còn em cũng cảm ơn anh vì đã đến với chương trình. Còn em thấy ảnh thế nào? Em thấy là một người đàn ông mà em hiện tại em đang cần tìm ạ. Bàn tay ướt rất là tình cảm. Ấm áp anh ạ. Chúng ta hãy hát cho nhau nghe một đoạn nào đó để trao nhau những cảm xúc thử xem. Gặp nàng dưới ánh trăng thanh, xin mời ăn miếng trầu xanh thắm nồng. Trầu xanh cau trắng cháy hồng, đẹp duyên phải phận, tơ hồng trời xe. Xin mời anh cả, anh hai, ăn với em miếng trầu. Ăn một miếng trầu, ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy, cho nhau vừa lòng. Trầu này trầu tính, trầu tình, trầu này trầu tính, trầu tình, ăn vào cho đỏ, ăn vào cho đỏ, môi mình môi ta, miếng trầu là miếng trầu vàng. Đứng ở đằng xa yêu nhau, đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại, con mắt liếc lại, hơn ba đứng gần. Em chồng con, anh cũng vợ con, ước gì ta được, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về, em về, thưa với mẹ cha. Xin hết ạ. Đây là loại hình tôi rất là thích ha. Mời trầu đây một bài hát rất là quen thuộc với mọi người rồi. Em gái có hát tặng lấy một bài nào không? Bài hát nó, anh hát đã đầy đủ ý nghĩa rồi. Ý nghĩa rồi đúng không? Thôi bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm với các bạn. Sau một thời gian các bạn nói chuyện với nhau qua cái hàng rào tình yêu đó, rồi được người thân chia sẻ nữa, rồi các bạn đã đến tận bên cạnh nhau gần nhất có thể, nhìn vào mắt nhau, hát cho nhau nghe. Vậy thì bây giờ trái tim của các bạn thế nào? Có rung động hay không? Tùy thuộc vào các bạn. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thì hai anh chị đã quá chín chắn, đã quá có nhiều cái sự sâu sắc cũng như là kinh nghiệm rồi, cho nên nãy giờ là suốt cả một buổi thì Ngọc Lan không có dám nói gì hết á. Ngọc Lan cũng không dám nhận xét, cũng không dám ý kiến, để thời gian cho hai anh chị trực tiếp tự tìm hiểu với nhau thì nó sẽ rõ ràng hơn và dễ hơn. Đẹp đôi mà, thật là đẹp đôi đó. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên nào. Đẹp lắm. Hy vọng rằng hình ảnh này nó sẽ đẹp mãi và các bạn sẽ chăm sóc những hình ảnh này để một lúc nào đó nó đủ tình cảm, đủ lớn, đủ thăng hoa. Chúng ta sẽ về chung một nhà nhé. Chúc hai em hạnh phúc. Cảm ơn, cảm ơn. Mời nhà trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Dạ bạn, mời bạn ngồi nha. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan và xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Dạ. Mình tên Bùi Thanh Cao nhưng mà hơi lùn. Năm nay mình 35 tuổi, hiện đang làm việc tại Sài Gòn. Công việc của Cao là đang là giám đốc thương hiệu của hệ thống Phúc Băng BJ. Wow. Và cũng là nhà đầu tư bất động sản tại Sài Gòn. Rồi chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ, em xin chào chương trình ạ. Em chào chị Ngọc Lan, con chào chú Quyền Linh ạ. Chào đàn trai ở bên cạnh luôn ạ. Xin chào khán giả. Em tên là Châu Ngọc Quế. Em sinh năm 1989. Hiện em đang là nhân viên văn phòng ở Tây Ninh. Rồi, Cao Có ưu điểm, khuyết điểm gì Cao? Thì Cao là người sống có một cái lý tưởng sống rất là rõ ràng. Về công việc thì mình đang muốn tạo dựng ra một cái thương hiệu của người Việt về thức ăn nhanh mà nó xứng tầm với lại châu lục. Về cái cuộc sống, Cao rất là có triết lý của mình là muốn cho đi mọi thứ. Nên là những cái chương trình thiện nguyện hay là giúp đỡ những người hoàn cảnh yếu thế là cái đó mình cố gắng làm càng nhiều càng tốt. Thứ hai là về lối sống thì em là người rất kỷ luật với bản thân. Em đã nói là em không uống bia rượu nữa, là em sẽ không uống bia rượu nữa. Và mọi người rất ngạc nhiên là tại sao em làm điều đó. Thì em có trả lời mọi người rằng là bia rượu nó không làm cho em cảm thấy vui nữa, thì em bỏ. Và việc sinh hoạt giờ giấc trong cuộc sống em hàng ngày nó đều có trật tự của nó. Một điều khá quan trọng nữa là em là người luôn có kế hoạch dự phòng cho bản thân mình. Còn về cái nhược điểm của Cao thì là Cao có một cái nhược điểm. Đầu tiên là Cao hay nói móc người khác. Và một điều nữa là mình hơi khắt khe với bản thân mình. Đâm ra là làm cho cái người đối diện của mình họ sẽ cảm thấy là hơi khó chịu. Đó là những cái nhược điểm mà em thấy là mình đang tồn tại. Rồi, biết nhận ra thì cũng có thể sửa được. Rồi, bên đây nhà gái của chúng ta là ưu điểm, khuyết điểm như thế nào? Dạ, ưu điểm của em thì anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp với người thân thường hay nói em là người rất là dễ chịu, dễ tính. Em thường là một cái chỗ để cho mọi người có thể tâm sự những chuyện về tình cảm, gia đình. Người chịu lắng nghe đó. Dạ, ha? Đúng rồi ạ. Dạ. Còn về khuyết điểm của em thì em rất là ngại người lạ. Khi mà gặp người lạ thì thường là em cái mặt em nó cái gì nên người ta thường hay nói là em rất là chảnh, nhưng dạ không có, thiệt là không có. Khi mà thân với em rồi thì em rất là dễ chịu, dễ tính. Và có một khuyết điểm là em hay quên những chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ hay quên lắm. Không, mấy chuyện lặt vặt mà có quên chút không sao, sau này có người nhắc. Sau chương trình này là có người nhắc liền, bên kia nhắc cho. Được rồi, dạ, yên tâm. Rồi. Bây giờ đường tình duyên của Cao sao, nói cho nhà gái nghe coi. Bản thân em thì tâm niệm một điều rằng là những gì đã qua đi rồi thì hãy để nó gió nó cuốn đi, mà cũng không nên nhắc lại quá nhiều. Có một điều em nhận ra rằng là tất cả những người phụ nữ mà em từng quen họ là những người tuyệt vời, và cái sự cao cả của họ khiến mình cảm thấy rất là nhỏ bé. Cái mà em nghĩ là mình cần phải cải thiện nó nhiều nhất nếu mà muốn tiếp tục mối quan hệ bền vững, đó là cái sự bao dung của mình. Và mình nên cho đi nhiều hơn là mình ích kỷ với bản thân mình. Nói vậy trước đây em ích kỷ lắm hả? Không phải, mình thì không có phải nói chuyện ích kỷ, mà mình đang nói là tại sao lại có những người họ có thể tuyệt vời đến như vậy mà họ chấp nhận là nhận lấy cái sự đau khổ, nhận lấy những cái không tốt lành để cho mình tốt lành. Đó là cái mình thắc mắc thôi. Nhưng em đã gặp là bao nhiêu phụ nữ như vậy rồi? Nhiều khi em không nhớ hết, nhiều quá không nhớ, nhưng mà một vài người em nghĩ là cũng đâu đó 3-4 người là những người tuyệt vời đã từng bước qua cuộc đời em. Vậy sao em không giữ họ? Có một cái vấn đề của em là đôi khi nó là điểm mạnh mà nó sẽ thành điểm yếu, đó là cái sự quyết liệt quá mức cần thiết khiến ra cái mối quan hệ của mình nó căng thẳng. Em thường là khi mà người ta đã nói lời chia tay với em rồi thì em không bao giờ cho họ cơ hội để mà tiếp tục cái mối quan hệ đó nữa. Đó là cái rất là dở đối với em. Vậy rồi giờ tới một mối quan hệ mới thì em có cách nào để chỉnh sửa lại những cái khuyết điểm cũ không? Tại vì cách đây 8 năm thì thời điểm nó Cao còn trẻ, Cao tầm 25-26, thì cái sự chín chắn của bản thân mình nó chưa có đạt. Giờ đây khi mình đã 35 tuổi rồi, cái sự trải nghiệm của mình về cuộc sống nó nhiều hơn, thì mình sẽ cảm thấy mình sẽ đỡ ích kỷ bản thân mình. Ơi bây giờ nói chuyện này hồi hộp. Bây giờ mình nói để bên kia hiểu mà thôi nha. Nhà gái, đường tình duyên mình nó có trắc trở mà gặp những người đàn ông tuyệt vời đó không? Dạ, em thì trái ngược với bên nhà trai. Đường tình duyên của em nó rộng như thênh thang luôn. Mà nó không có ai hết trơn. Vậy đó hả? Dạ. Không có mối tình dắt dai nào luôn hả? Dạ. Sao vậy? Đa số chỉ là những cái bạn bè, đồng nghiệp có giới thiệu thì có nói chuyện và ăn uống hay cà phê gì được 1-2 lần rồi sau đó mất tiêu hết trơn. Hay là em gặp những người đàn ông khó hiểu? Và có một cái mối tình gần đây nhất là quen được khoảng tầm 2 tháng, thì sau 2 tháng ra thì em phát hiện bạn trai đó là trap boy. Là gì? Trap boy hả? Dạ. Trap boy là gì? Chơi qua đường á, kiểu vậy, hư hỏng á. Dạ. Hay đi gieo rắc tình cảm cho người khác rồi thôi đi á. Vậy đó hả? Dạ. Trap boy, học từ mới nha. Giờ tôi mới nghe từ đó luôn đó. Xui quá nha. Một cô gái xinh xắn dễ thương thế này. Rồi bây giờ mình đang đi tìm một người yêu lý tưởng thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì là một người biết quan tâm nè, chăm sóc cho gia đình, là một người đáng tin cậy, đặc biệt là phải có tâm lý. Em và anh ấy có nếu mà gặp có vấn đề nào đó thì tốt nhất là đừng nên im lặng mà mình phải nói cho nhau nghe. Em ghét nhất điều gì ở đàn ông? Dạ, ở bẩn. Ở bẩn hả? Dạ. Đàn ông có ai bẩn không ta? Chắc không có đến nỗi gì đâu. Chị đang gặp một người không mang những sạch mà rất là chỉnh chu về mọi thứ. Tại vì người ta làm gọi là thực phẩm mà. Dạ đúng rồi anh. Phải sạch sẽ chứ. Rồi giờ còn em sao? Mong muốn một người bạn gái như thế nào? Thật ra đối với người đàn ông mà có những hoài bão như em á, thì thật sự là cần một người đồng lòng, hòa hợp với nhau về định hướng về cuộc sống, và luôn trao đổi với nhau về những điều khó khăn của mình. Thế thì cái người mà muốn làm được như vậy á, đòi hỏi là cái sự lắng nghe nó rất là quan trọng để mà chia sẻ với những quan trọng mình nói người ta có nghe được hay không thôi. Chứ mình nếu nói khó nghe quá người ta cũng không có nghe đâu. Ví dụ vậy, mình hỏi thăm ý kiến người thân để cho hai bên nói chuyện với nhau cho nó dễ nghe hơn, dễ hiểu hơn đi. Nhà trai đi với ai nè? Hôm nay mình rất là vui vì đi với một cái người em xã hội, là một người đã làm việc với mình mười mấy năm rồi, nghĩa là chú rất là hiểu mình. Rồi, chào em trai. Xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và khán giả đang xem truyền hình. Em là Trung, anh Cao là sếp cũ của em. Sau đó mới là đồng nghiệp, làm mấy cái dự án sau này ở ngoài. Lúc mà em mới ra trường á, năm 2012 á, thì anh Cao giống như mentor của em vậy đó. Một cái việc là mở một cái tiệm thức ăn nhanh, nhưng mà cái việc lau dọn ở đó thôi. Mình mới ra trường mà nhà ngày xưa nó cũng không đến nỗi mà khó khăn, nên là những công việc đó mình không có lăn xả, không có tính chịu khó với công việc. Thì anh Cao là cái người đặt nền móng cho cái tính chịu khó của mình. Những cái mình sau này thực sự là mình vẫn nhớ điều đó. Hôm nay là mặc dù là bận nhưng mà anh Cao nói một tiếng là em chạy lên, chạy từ Bình Dương lên đây. Thì quay lại cái tính của anh Cao á, thì mình nói thêm cho bạn nữ biết là ba cái hồi nãy bạn nói. Đầu tiên là vì gia đình, thì cái này anh Cao đáp ứng được rất tốt. Cái thứ hai là cái tính thẳng thắn, thì cái này là càng 100% luôn. Còn cái thứ ba là cái quan tâm chia sẻ và cái khéo và cái tâm lý, thì mình thấy cũng ổn. Rồi, cảm ơn em. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với lại anh chị đồng nghiệp. Anh chị đồng nghiệp rồi. Dạ, chào lên gặp gỡ anh chị đồng nghiệp cái nào. Dạ, anh xin chào MC Quyền Linh. Rồi, chào chị. MC Ngọc Lan. Dạ. Dạ, chào khán giả trường quay và truyền hình. Thì em là chị đồng nghiệp của Quế. Thì em với Quế làm việc với nhau nay cũng tầm khoảng 7-8 năm rồi. Chị thấy anh bên đây với Quế thì cũng chín chắn, nhưng mà để có thể tiến tới hơn nữa thì chút xíu có gì hai em có thể nói chuyện với nhau rồi tìm hiểu nhau hơn, thì có quyết định thì do em thôi, thì em có thể cho mình cơ hội. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Thôi bây giờ trời, quá trời, chú đáo lịch sự luôn nè. Thôi tao giám đốc mà. Mở rào. Chị còn lại là của em đó Cao. Dạ. Bây giờ em làm sao cho dễ hiểu, dễ nhớ. Sân khấu này là của Cao nha, bây giờ chị không can thiệp nữa. Dạ vâng. Đây, anh có một cái món quà. Đây là cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Hy vọng rằng qua cuốn sách này em có thể hiểu được cái sự phức tạp của anh. Dạ rồi, anh cảm ơn em. Em có một món quà tặng anh Quỳnh Linh. Đây là bánh trống đồng. Em nghĩ rằng là tặng chị Ngọc Lan. Cảm ơn em, cảm ơn về sự chu đáo của em nha. Ở đây em còn một hai phần bánh em xin gửi chị. Trời ơi, quá trời chu đáo rồi. Dạ, chị có thể cầm về nhà cho người thân. Rồi, cảm ơn em trai. Nhận quà của bạn gái kìa. Dạ, ôi, tuyệt vời. Đây là một cái bức tranh, mà để mà thấy được cái hình của bức tranh đó thì anh phải là người tự tay làm ra bức tranh này. Cảm ơn nhiều, dạ, cảm ơn nhiều. Hay mà tặng tranh với tặng sách cho Cao là Cao mừng lắm. Cao yêu nghệ thuật. Anh không biết là em có hồi hộp hay không, nhưng mà anh thì có đôi chút nó run. Dạ, em nghĩ rằng là cái run đó là điều tốt, bởi vì mình có gì đấy cảm xúc. Dạ. Anh chỉ có một vài điều muốn chia sẻ, anh muốn hỏi em chút xíu thôi. Dạ. Là không biết là cái lý tưởng sống của em như thế nào? Lý tưởng sống của em là sống sao để cho hạnh phúc, vui vẻ, và cả mình và cả người thân mình đều vui vẻ, hạnh phúc là được. Ồ, đó là cũng là một điều tuyệt vời. Yeah. Anh thì cái quan niệm về tình yêu của anh nó đơn giản lắm, hai điều thôi. Một đó là đỉnh cao của tình yêu là gì? Là làm cho người đối phương cảm thấy tự do. Mà để làm được chuyện đấy thì anh nghĩ rằng là phải hiểu nhau dữ lắm. Và cái thứ hai nữa là để đạt đến được cái mối quan hệ lâu dài thì không có cái gì khác ngoài cái câu chuyện là cho đi, là bao dung, là cho đi. Thì chỉ có điều đấy thì chúng ta mới bớt đi những cái tham sân si thì mới sống với nhau được. Dạ. Anh là quan điểm của anh rất rõ ràng về những vấn đề này. Bây giờ nói về hôn nhân đi. Quan điểm về hôn nhân nè, Rồi hai bạn cưới nhau xong là lập nghiệp ở đâu? Đó, đúng không? Nghe hay nè. Cô này ở Tây Ninh, còn bạn này lập nghiệp Sài Gòn nè. Rồi tính dự định sao? Cái điều chắc chắn rằng là em sẽ ở Sài Gòn. Bởi vì là em đang ở với hai cha mẹ rất là lớn tuổi. Đó là trách nhiệm thì ba mẹ ở với em, bởi vì là ba mẹ muốn dành con cái nên là em không thể đi đâu xa hết. Mặc dù đi công tác vài ngày em phải gọi anh qua ở với ba em, chứ không bao giờ em để ba mẹ em ở nhà một mình. Vậy là phải làm dâu. Rồi quan điểm cô gái thì sao? Dạ, nếu như mà tình yêu đủ lớn thì em nghĩ làm dâu nó không phải là chuyện quá quan trọng. Rồi. Không phải làm dâu đâu chị Ngọc Lan. Em nghĩ là chị bà này mà lấy em mà làm con của mẹ em. Cái chuyện đó tình yêu thương của người lớn bây giờ nó ấy rồi, nhưng mà cái chữ làm dâu là phải có rồi đó. Ha. Bây giờ mình nói một chút xíu nữa, tiền bạc thì chồng giữ hay là vợ giữ? Em nghĩ là hai vợ chồng nên có một cái quỹ riêng, còn những cái phần còn lại thì để hai người có thể tự do xài. Ừ, được không? Rất là hay đó chị, mà hiện tại xu hướng là như vậy. Thì khi vợ chồng đều có một cái quỹ chung, rồi những cái quỹ riêng thì hai người tự xử. Đó là quan điểm của mọi người rõ rồi ha. Bây giờ thôi mình sẽ đến một giao bước lưu nữa, cảm xúc chút xíu nào. Hãy nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Qua cuộc nói chuyện nãy giờ thì các bạn thấy người đối diện như thế nào trong lòng của mình? Anh thấy em sao? Tất nhiên là nếu em hỏi đấy thì anh sẽ nói là em rất là tuyệt vời. Trong mắt anh là phụ nữ lúc nào cũng tuyệt vời hết á. Em thấy anh là một người rất là khá là chín chắn và rất là đáng tin cậy. Ồ, anh cảm ơn nhiều. Ai mà khen anh vậy anh buồn lắm. Và anh nghĩ rằng mình phải cải thiện nhiều hơn, rất nhiều. Vì anh rất còn nhiều những cái nhược điểm để mà giúp cho người khác hạnh phúc. Bởi vì tại sao mọi người hỏi anh là chưa lấy vợ, thì anh nghĩ rằng cái câu đầu tiên sẽ phải trả lời với họ rằng là anh nghĩ rằng là mình chưa đủ tốt để lấy vợ. Nhưng mà từ giờ trở đi anh nghĩ rằng là mình tự tin là mình là một người chồng tốt như vậy. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, về vị trí đi các bạn. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ cho thật kỹ. Trước khi mà em đến cái đoạn bấm nút này, em có một cái lá thư muốn gửi cho bạn này. Lá thư này là anh viết trước khi mà chương trình có mời anh lên casting. Thì sau đó anh về thì anh có viết một cái lá thư. Nếu mà anh viết không hay thì mong em cố gắng nghe. Thân gửi cô gái đến từ tương lai. Bởi vì khi anh viết lá thư này anh không biết em là ai cả. Có khoảng 8 tỷ người ngoài kia, nhưng mà nếu hôm nay mình gặp nhau thì phải chăng nó là định mệnh để cho chúng ta gặp nhau. Chắc cũng gần hơn 20 năm rồi, hôm nay anh có dịp viết lại một lá thư cho một người phụ nữ. Nhưng đặc biệt hơn là lá thư này ngồi viết trong lúc mà không biết người phụ nữ đó là người phụ nữ như thế nào. Câu từ của anh viết ra có thể thô kệch, nhưng chứa đọng trong đó một trái tim ấm áp của một người đàn ông gai góc. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết rằng: hãy khăng khít những cặp môi gắn chặt, cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng. Trong say sưa anh sẽ bảo em rằng: gần thêm nữa thế vẫn còn xa lắm. Em hãy đến gần anh để mà cảm nhận được con tim đang rung lên từng nhịp. Tình yêu là màu hồng của ban đầu, là màu nho lúc khăng khít, và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn trong một hành trình thi vị. Để rồi yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chỉ có sự cho đi và lòng bao dung để chúng ta cùng nhau đón nhận những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Anh biết rằng mình chưa phải là người hoàn hảo, nhưng anh tin rằng mình là bờ vai vững chắc để em nương tựa. Anh cũng tin rằng em là hậu phương vững tuyệt vời để cùng anh xây dựng cái tổ ấm của tương lai. Nếu con tim ấm áp của em rung lên, hãy bấm vào chiếc nút định mệnh kia và mang lại cho nhau cơ hội gọi nhau là tri kỷ. Bởi vì anh đến đây có thể gặp được người tri kỷ. Anh xin mượn lời của bài hát Khoảng khắc của nhạc sĩ Trương Quý Hải để kết thúc những dòng thơ mộng mị này. Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làm muối ấm ngày tháng chờ mong. Tái bút. Khi đọc bức thư này, anh nghĩ rằng cô gái đang ngồi trước mặt mình sẽ là chân ái của cuộc đời. Anh này đúng là một người có chiến lược. Anh đưa cái bài bức thư này trước cái thời điểm mà quyết định, thì làm sao mà cô gái có thể từ chối nhỉ? Người về đây với em, về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm. Để tao đút bấm các bạn, đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Chị Ngọc Lan đếm nha, 1, 2, 3. Chúc mừng các bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau thật chặt nào. Và chúc chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn. Các bạn sẽ sớm hiểu nhau và về chung một đội. Cảm ơn anh Quyền Linh rất nhiều. Chúc mừng các bạn. Cảm ơn chị Ngọc Lan rất nhiều. Chúc mừng hai em. Mời nhà trai. Mời đi em. Dạ xin chào chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và chào quý khán giả. Chào em gái bên kia nha. Em đó chưa ra. Dạ em gái chưa ra à. Bây giờ thì mời nhà gái. Chào em. Mời cô gái ngồi. Đó em ra rồi, nói gì nói đi. Anh chào em gái bên kia nha. Rồi mình tới với phần giới thiệu của nhà gái đi. Dạ chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả ngồi giữa khán đài, chào anh bạn trai bên kia. Dạ em xin thì giới thiệu em là Phạm Thị Huyền, em sinh năm 91, gốc của em là ở Nghệ An, mà nhà em hiện tại đang ở Đắk Lắk. Công việc hiện tại của em là điều dưỡng ạ. Em làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Điều dưỡng hả? Dạ. Làm bệnh viện nào vậy? Dạ em làm ở bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức ạ. Rồi mời nhà trai. Dạ em tên Võ Phước Trường. Hiện tại em 33 tuổi, sinh sống và làm việc tại Lấp Vò, Đồng Tháp ạ. Trường có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà gái nghe đi Trường. Dạ. Ngô Trường. Vậy ưu điểm của em thì nói chung là em là người hay hát, rồi hoạt bát, hòa đồng, hiền, không hút thuốc. Dạ. Điểm mạnh đó. Dạ. Còn về điểm yếu của em là hơi sợ ma với. Con trai con đứa gì mà nhà trai hôm nay sợ ma chứ trời. Dạ. Hơi sợ ma với nói chung là ngủ thì đôi lúc có ngáy nữa. Ngáy bình thường rồi. Dạ. Mấy ông tên Trường ngáy dữ lắm. Tôi có một bạn Ngô Trường nó ngáy cũng kinh khủng lắm. Dạ. Thấy không? Trường ngáy dữ rất nhiều không? Dạ. Ngáy mấy nhịp cưng? Dạ ngáy cũng được thôi chứ không có nhiều. Ngáy mà cũng được luôn hả? Dạ. Nhiều người ngáy là 8 nhịp mà có cái tới bè lận đó nha. Dạ. Còn về thể thao thì nói chung em chơi được nhưng mà cũng không có giỏi. Dạ. Ngoài em... sợ ma sợ con gì nữa? Dạ đặc biệt là em sợ con rắn á. Ồ dạ. Ơi, đàn ông miền Tây mà sợ rắn nữa. Dạ em không sợ con gì hết mà em chỉ sợ riêng con rắn thôi à. Sợ con rắn với sợ con ma đúng không? Dạ đúng. Hai con nó sợ nhất luôn. Dạ đúng. Rồi. Mời nhà gái. Mời nhà gái. Dạ. Thì điểm mạnh của em thì em vui vẻ hòa đồng, tính thì ít nói hiền. Còn nhược điểm của em là em dễ xúc động lắm. Dạ. Thế hết. Em vừa là em nhát. Em nhát quá. Dạ. Nhát, dễ xúc động, có sợ ma không? Dạ không. Sợ con gì không em? Dạ em sợ những động vật không có chấn. Đó, ví dụ như con rắn. Dạ. Đó. Hai bạn sợ này, rắn luôn nè. Hai bạn này về ở chung nhà mà có con rắn xuất hiện cái không biết làm sao luôn á. Sợ con gì không có chân, con ma có chân không vậy hả? Dạ má thì em nghĩ cũng có nhưng mà mình không làm gì má không ai nhắc mình. Trời dễ thương quá. À. Dạ. Hai đứa sợ rắn, hai đứa đi chơi mà gặp rắn chắc mạnh đứa nào nó bỏ chạy quá. Huyền bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ em là 2 mối tình. Dạ. Thì mối tình đầu tiên của em thì quen được 1 năm. Thì em mới phát hiện là bạn mà có người thứ ba. À, em làm người thứ ba chứ vậy. Ý là em không biết là bạn mà có người yêu rồi. Thế nên thành ra em phát hiện em là làm người thứ ba nên em chia tay. Còn mối tình thứ hai thì tìm hiểu một thời gian nó hợp thì hai đứa tự đồng im lặng với nhau thôi. Dạ. Cũng khổ ha, mình quen người ta 1 năm rồi mình mới phát hiện là người ta đã có một người ở kế bên rồi, tự nhiên cái mình trở thành người thứ ba mà mình không mong muốn. Dạ đúng rồi. Dễ thương quá. Rồi để chị sẽ hỏi tình trường bên đây coi như thế nào. Dạ em chào chị ạ. Chào em. Dạ. Tình trường mình sao, mình bao nhiêu mối tình rồi? Bên đây người ta 2 mối rồi đó. Dạ. Em thì đơn phương thì nhiều. Dạ, nhưng mà mối tình chính thức thì được 1 mối tình ạ. Quen lâu không? Dạ cũng dưới 1 năm ạ. Vậy thì cũng đâu có, cũng không sâu nặng lắm đúng không? Dạ. Ngay dưới 1 năm thì cũng bình thường. Mà sao chia tay? Sao chia tay? Tại vì nói chung vì khoảng cách địa lý. Dạ. Với cũng có một số tính không hợp. Vậy tính tình em sao mà em thấy là em không hợp với người ta? Dạ em thì không thích về phụ nữ đa nghi á chị. Dạ, với nói nhiều. Dạ, em thì thích phụ nữ hiền, dạ, dịu dàng. Rồi gì nữa, thích gì nữa? Giọng nhỏ nhẹ. Bên đây giọng nhỏ nhẹ, dạ, giọng gái Nghệ An ấy, nói chuyện lên xuống như ru ngủ vậy đó, dạ, dễ thương lắm. Dạ. Rồi thích gì nữa không? Dạ thích là bạn gái là dạng giống như biết chăm sóc, dạ, coi như là người phụ nữ của gia đình đó ha. Dạ, dạ. Ủa bên đây yêu nhau đơn giản vậy đó hả? Không có, nói chung là mới năm chưa cái gì sâu đậm luôn hả? Dạ. Thì nói chung là khoảng cách địa lý nó cũng hơi xa, mà tính tình nó cũng hơi không có điểm chung với nhau nhiều. Yêu nên xa là... quá. Rồi có đưa bạn gái đi chơi này kia không? Dạ có, nhưng mà đếm trên đầu ngón tay. Dạ. Được mấy lần? Dạ được 5 lần. Được 5 lần? Gần 5 mà đưa người ta đi chơi được có 5 lần à. Dạ đi chơi là dạng giống như là đi xa gọi là 5 lần. Còn đi xa là được à? Giống như đi biển hay là đi Đà Lạt này kia. Ôi, có điều kiện quá ha. Dạ thì cũng mình thí dụ mình muốn yêu, mình muốn lập gia đình thì mình phải có khoản dự phòng. Được à, riêng chi tiết này là được. Hồi nãy giờ là thấy hơi lấn cấn, nhưng mà chi tiết này là thấy được. Tại vì quen người ta gần 1 năm mà đưa người ta đi chơi cũng khá ít. Dạ. Đó thì đưa người ta đi chơi xa, đi Đà Lạt, người ta có nghi ngờ gì không? Dụ tôi đi Đà Lạt hả? Thì đi Đà Lạt thôi chứ đâu có làm gì. Xong biết làm đi mấy ngày Đà Lạt? Dạ đi có 1 đêm mà. Đi Đà Lạt gì đi có 1 đêm vậy ông? Dạ tại vì đi lên đây đi ở gần ở đây trước, sau rồi bắt xe ra. Dạ. Hai đứa đi xe đò hả? Dạ đi xe đò. Rồi ra Đà Lạt có dạ nắm tay không? Dạ có hôn. Rồi gì nữa? Hôn, nắm tay rồi. Rồi gì nữa? Dạ. Rồi làm cái gì nữa? Có ở chung không? Hả? Có chung không? Dạ có. Được, nó cũng có bản lĩnh. Cũng có bản lĩnh, mạnh mẽ. Không phải như ông hồi nãy trước, ông nhát quá không biết làm gì chân á. Được, vậy là được rồi đó. Mà có 1 đêm. Đúng dạ. Ra phải hẹn. Phí à? Dạ em cũng thấy tiếc nhưng mà... Tiếc chứ. Dạ, tính đi thêm nhưng mà thấy không hợp rồi. Ủa gì vậy? Vì có 1 đêm mà không hợp? Dạ không, ý là đi sau cái chuyến đi đó là về xong rồi thời gian thấy không hợp. Rồi xong rồi hai đứa tự rút lui. Dạ. Nhưng mà em có thấy là bản thân mình có khiếm khuyết không? Trong mối tình này? Dạ thì em là giống như em nãy em vừa nói là em không thích phụ nữ mà nói hơi bị nhiều. Với đa nghi. Dạ. Bộ cái bạn gái đó nói nhiều lắm hả? Dạ mỗi lần mà... Nói chung là có việc gì đó là đa nghi là bắt đầu là bạn sẽ nói rất là nhiều. Còn đi chơi có nói nhiều không? Dạ đi chơi thì cũng có nói nhưng mà không nhiều bằng. Không nhiều bằng. Đụng đến vấn đề mà đa nghi là bạn nghi ngờ gì về em. Càm ràm đó đúng không? Dạ dạ. Em có làm gì cho người ta nghi ngờ không? Thì do công việc của em á chị là hiện tại thì em chủ nhật em cũng vẫn đi làm. Dạ. Coi được. Chứ hết từ chủ nhật vẫn đi làm luôn á. Em gái bây giờ thấy em trai chân thành không? Khai thiệt hết trơn luôn thấy chưa? Dạ. Đúng không? Có mối tình rồi. Bây giờ mình hai mối tình mình cũng có kinh nghiệm tình yêu đúng không? Kinh nghiệm nhưng mà rút ra kinh nghiệm là sau 2 mối tình đó mình có khuyết điểm gì, tại sao phải chia tay không? Dạ em nghĩ là em tin người ta quá. Hả? Em nghĩ là em tin người ta quá. Em tin người ta quá đúng không? Đúng rồi. Tin quá cũng là một cái bất lợi cho mình. Dạ. Nhưng mà trong tình yêu mà không có niềm tin thì cũng rất là khổ. Đúng rồi, chính xác luôn. Nên là bây giờ cô gái này yêu lại một lần nữa là rất khó nha. Cái niềm tin ở quá khứ của cổ nó đã bị vụn vỡ rồi. Nhưng mà yên tâm, nãy giờ anh thấy chàng trai đây rất là thật tình, có thể tin được. Dạ. Có thể tin được ha. Mình nghe mình có cảm giác chàng trai nó như thế nào? Dạ, bạn thật. Thật, dạ. Thật lắm luôn á. Dạ. Đi có 1 đêm nó khai 1 đêm đúng luôn vậy đó. Thấy không? Dạ. Rồi, bây giờ mình mong muốn người yêu lý tưởng của mình như thế nào nè? Thì với em thì do mối tình đầu tiên là lăng nhăng thì em cũng muốn mối tình tiếp theo của em là bạn lăng nhăng, gia trưởng, vũ phú. Bên đây chắc không có mấy vấn đề đó rồi. Thấy chàng trai này hiền lắm, không có lăng nhăng, không có vũ phu, cũng không có gia trưởng luôn á. Dạ. Nhưng mà nhà gái có càm ràm, có nói nhiều không? Dạ không, em ít nói lắm. Ít nói? Dạ. Được á. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Nhà trai đi với ai cưng? Dạ bữa nay em đi với dì ba của em, chị họ và cháu. Dạ xin chào nhà trai ạ. Mời đại diện nhà trai. Lực lượng nhà trai cũng đông quá. Em cứ ngồi lên cũng được em. Cứ ngồi đi. Mình cầm mic lên ạ. Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và các khán giả ở đây. Theo thì em thì bạn gái đây cũng dễ thương, xinh. Với lại bây giờ thì cuộc sống người ta hay cần cái sức khỏe. Nhưng mà lúc nãy có nghe em gái này nói là về em làm bên điều dưỡng, chị thấy được á Trường. Về là ok á Trường. Sau này là bắt đầu hai bên sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Đúng rồi. Điều dưỡng người ta kiên nhẫn lắm, chăm sóc chu đáo, thấy không? Rất là tốt luôn á. Em đánh giá điều đó đúng đó. Anh thấy lấy vợ điều dưỡng là vợ yên tâm. Yên tâm. Có người chăm. Người chăm sóc luôn. Người ngoài ta còn chăm được, tưởng nói chi người nhà. Đúng rồi. Đúng không? Rồi bây giờ mình hỏi nhà gái đi với ai nè. Dạ em đi về đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp hả? Dạ. Rồi chào nhà gái. Chào các anh chị em điều dưỡng. Lời đầu tiên em xin chào MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Em xin chào nhà trai. Em xin chào quý vị khán giả trong trường quay và trên truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hưng. Em đến từ Hải Dương. Hiện tại em đang công tác tại khoa gây mê hồi sức của Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, là đồng nghiệp của bạn Huyền. Hôm nay em đến đây thì có em và tất cả các đồng nghiệp của bạn Huyền. Hôm nay thì đặc thù của cái ngành y ấy thì thời gian nó rất là khó khăn, nên là chỉ đi đâu có cần đây thôi. Chứ đúng thì nếu mà gì thì phải đi cả đoàn, có mấy phải xe 30 chỗ. Vâng. Em thấy sao, nhà trai sao? Em thấy anh ấy cũng dễ thương. Đặc biệt là đúng phù hợp với những cái tiêu chí mà ban lãnh đạo ở khoa mình đã đề ra. Tiêu chí thì sao? Tiêu chí thì năng động, đẹp trai và cao giáo, dễ thương. Anh hiền nữa đó. Rồi đó. Cô này là chắc ở trong bệnh viện chắc được cưng lắm nè. Dạ cưng nhất khoa luôn. Trước đi chắc còn các khoa họp đúng không? Dạ tại vì cũng gấp gáp quá nên là họp cả đêm hôm qua luôn. Trời ơi. Dễ thương quá. Ở đâu mà tìm ra một cái môi trường làm việc như thế này. Trời ơi. Thương thân thương ái. Đúng rồi. Lo hạnh phúc cho từng người trong khoa luôn. Hay quá, về cho gửi lời cảm ơn trưởng khoa nha. Trước khi đi thì ban lãnh đạo khoa thì cũng giao cho em cái trọng trách đúng mà cực kỳ khó khăn đó. Để làm sao em là được đứng lên là đại diện làm trưởng đoàn, làm sao để làm mai mối cho bạn Huyền, để sao ông sếp ông mày làm sao mày làm để cho rước bạn ấy đi dùng tàu cái. Rồi cho gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo của khoa, trưởng khoa, phó khoa và tất cả các anh em ở trong khoa ha. Hôm nay hy vọng rằng các bạn sẽ được kết nối với nhau. Bây giờ mình tiếp tục nghe hai bạn trao đổi xem có hợp hay không nha. Dạ. Mở rào. Ráng lên nhà Trường. Dạ. Anh em khoa này dễ thương lắm á. Rồi mời chàng trai. Dạ trời, có món quà để dạ anh Trường. Dạ em không đấy. Quyền thấy anh như thế nào? Anh hiền giống em. Anh thì cũng nói chung là thích phụ nữ ít nói. Ví dụ như tụi mình hẹn hò thì về vấn đề địa lý thì Huyền cảm thấy như thế nào? Em thì nếu mà có tình cảm thì địa lý cũng là vấn đề. Thì công việc em ở đấy, hiện tại em làm ở đấy. Thì mình sẽ sắp xếp thời gian mình gặp nhau thôi. Quan trọng mình có niềm tin. Công việc của anh là chủ nhật anh cũng vẫn làm. Nếu mà mình hẹn hò thì có thể anh sẽ xin phép được để mình gặp nhau. Công việc của em thì Tết cũng phải trực, lễ cũng phải trực. Thì ngày ấy mà anh biết rồi, phải trực 24/24. Thì quen nhau thì mình sắp xếp thời gian để gặp thôi ạ. Cho anh hỏi thêm là ví dụ như mình có duyên hẹn á, thì sau này em có về quê anh không, hay là anh sẽ lên đây với em? Đồng Tháp em chưa đi lần nào. Thì sắp tới em sẽ được đi nếu em... Thì nói chung là em cũng muốn đi Đồng Tháp một lần cho biết. Mùa này xuống cá linh ngon lắm mọi người. Xuống lóc giò đó. Dạ. Ngay cái phà, có cái phà nó thơ mộng lắm ha. Đang có sen, đang mùa sen nữa. Đúng rồi, mùa sen nó Tháp 10 đẹp nhất bông sen đó em. Tháp 10 đẹp lắm em ơi. Về tràm chim, về những cánh đồng lúa bao la dài bất tận. Cá linh nó nhảy cho nó trắng xóa một bờ sông luôn. Ra ruộng cá rô mề cũng nấu bằng bàn tay vậy nè. Cá lóc con nọng nó bự vậy nè. Rắn con nọng nó dài vậy nè. Cái về vấn đề rắn thì về quê anh sẽ giấu mấy con đó hết. Thôi ơi, sao giấu? Tại vì cả hai đứa mình đều sợ rắn nên là anh sẽ không cho con đó xuất hiện. Nó mà xuất hiện đi sao anh? Thì mình chạy. Trời ơi bé Huyền, bây giờ thí dụ như mà thấy con rắn cái ông này cũng chạy trước em rồi sao? Chắc em cũng chạy đúng không? Rồi có giận luôn không? Tôi muốn ông này ông hứa với người ta nè. Bây giờ hai đứa đi chơi mùa nước nổi với Đồng Tháp đi. Rồi ông phát hiện ra con rắn đi. Ông có bỏ anh ta, ông chạy không? Em sợ lúc đó là xỉu ngang lão còn đi đâu để nói nữa. Ai bảo vệ ai? Tôi nghi chắc cô điều dưỡng để bảo vệ ông này quá. Rồi sơ cứu. Em không ăn thịt rắn được luôn. Có ăn thịt rắn được không? Không, em ăn chay. Người ta ăn chay luôn. Lại em ăn chay trường luôn. Dạ không, em ăn chay kỳ thôi. Mà em quên nói một điều là nhà em là không có đi làm ruộng gì hết. Nói chung là về thì cũng hai đứa đi làm thôi à. Làm gì? Không có cơ hội đi vườn đi tược gì đâu. À, nhà em ở tại thành phố luôn đúng không? Dạ cũng ở không gọi là thành phố quá, kiểu giống như ở rìa thôi. Hiện tại em ở với dì. Dì không có gia đình thì dì là ở chung với ngoại em xưa giờ. Ba mẹ ở đâu? Ba mẹ cũng gần nhà em luôn. Sao không ở ba mẹ mà ở dì? Tại vì em ở với dì sau này là bạn gái về làm vợ em là em sẽ ở chung luôn. Tại vì dì có một mình à. Mẹ còn có ba với người em. Nói chung dì như mẹ rồi không sao. Dạ. Rồi lấy vợ gì muốn về Đồng Tháp rồi về hai chồng làm gì để sống? Em định sau này là mở vật liệu xây dựng. À, mở nhà gì đúng không? Dạ. Mặt tiền nó mở được không? Dạ được. Được đúng không? Đó, nó phải có hướng như vậy đó. Chị đánh giá cao em về chuyện thật thà nè, rất là dễ thương. Cái thứ hai nè là một người con rõ ràng là có hiếu á. Đúng. Cái thứ ba nữa là định hướng em rất là rõ ràng cho tương lai. Bên nhà gái nè, tôi hỏi nè, thí dụ giờ mà lấy chồng đi về Đồng Tháp á, mình tính sao? Thì thương nhau thì về đó. À, dạ. Thương nhau thì về đúng không? Dạ. Thật ra miền Tây dễ chịu lắm. Dễ sống lắm. Miền Tây ngọt ngào lắm, miền Tây yêu thương lắm. Miền Tây về đó, thí dụ như có thể xin cho vợ vô một cái bệnh viện nào đó cũng không có khó đâu. Tấn công em ơi. Đây, hai người này thấy tôi hiền được, để con hiền dữ lắm luôn. Rồi, xin phép lắm tay. Nè, rủ đi đâu chơi đi. Sau chương trình thì anh đừng đi Đà Lạt nữa, đừng đi Đà Lạt. Anh mời em đi chơi với anh. Đi đâu? Thì mình cũng vòng vòng Sài Gòn thôi. Xong rồi mình về Đồng Tháp cuộc chiến. Dạ. Đi để có cơ hội thì em cũng muốn về Đồng Tháp cho biết. Đi mấy ngày, rủ đi mấy ngày. Em muốn đi bao nhiêu ngày cũng được. Hồi đó lỡ đi có ngày uổng quá đó. Rủ mấy ngày đi. Để em xem xét con công việc của khóa nữa. Rồi em biết. Kỳ này đi có rủ Khoa đi không? Chắc có mấy bạn muốn đi lắm ạ. Thuê xe 30 chỗ. Tối ngày ông hù thuê xe 30 chỗ hoài. Thôi giờ em run. Đây mời em với Khoa về Đồng Tháp nhà anh thôi. Thì cũng sẵn tiện đây nếu mà em đồng ý chọn anh thì anh sẽ rủ mời em. Dạ. Cùng với Khoa về Đồng Tháp vài chuyến để giải gì nói luôn đi. Dạ có gì để nấy ạ. Không, mình phải nói cái món gì với miền Tây hấp dẫn chứ. Về chuột đồng hay là cá lóc này kia, nói chung đồ đồng không à, nhưng mà trừ rắn là không có phải nha. Dạ. Chuột đồng là túi suối. Sợ rắn mà ăn chuột không ơi. Nói chung là em có biết hát không? Em hát đâu không hay. Rồi hát đại đi. Hát trước đi em gái. Em run lắm. Thôi bây giờ nếu em run anh hát trước ha. Dạ. Rồi nhìn xong rồi. Mặt của Trường nè. Em ra tôi run đó. Ủa nhưng mà mình đứng mình hát luôn hay sao? Đứng nhìn mắt nhìn nhau hát luôn. Là nắm tay vậy luôn. Nắm vậy luôn. Trời ơi nắm nó còn buông. Hay muốn nắm chân. nắm luôn, hát luôn. Thôi xin tặng em ca khúc Rồi Tới Luôn ha. Dạ. Rồi Tới Luôn hả? Dạ. Bài lạ vậy đó. Dạ, của Nam. Dạ, dạ. Vô. Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thôi coi cho qua năm sau đám cưới liền tay đó, ngay mùng 2 có ai đi nhiều em ở đầu. Anh mang trầu cao qua anh rước dâu luôn. Mai đây ta sang giàu, quá xá to thịt kho rau muống. Thấm thiết xe mặn nồng, yêu thương lắm mênh mông. Vậy thì còn chẳng chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thiếu em như đang lục thì mất thứ gì. Người chiều anh đi em sẽ được rất nhiều. Đời không đắn đo em cần chi phải lo. Vì mình thương nhau nên dây tơ hồng lại nối thành đôi. Anh thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩa tình. Tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế. Trên dưới phu thê hai đứa về bên nhau. Em cũng hát thì không hay, cho em hát lại mấy câu để tặng gửi lại bạn. Rồi. Dạ. Em nghe hát bài bu nóng chặt luôn, đừng có buông. Hát vài câu cũng được em. Dạ. Em hát bài của Đức Phúc ạ. Dạ. Nó run quá quên hết rồi. Mồ hôi đổ ướt trán hết trơn rồi. Dạ. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh cả biển trời. Em yêu anh, yêu nhiều. Thôi hết rồi. Em yêu anh mà nói không lên lời luôn đó. Tài thấy sao? Đúng. Dạ thấy bạn run. Không, mình thấy sao á? Dạ mềm mại. Thấy thích không? Dạ thích. Còn em thấy làm sao? Bạn cũng đúng ạ. Nhưng mà quan trọng cảm giác của mình đó là sao? Dạ. Dạ, tay bạn mềm mại lắm. Mềm mại luôn đúng không? Dạ. Con tim mình có rung động gì không? Có không? Dạ, có. Mấy này đừng có sợ nó, không có gia trưởng đâu. Về hù cầm con rắn ra bỏ chạy. Dạ. Mai mốt đi đâu mà nó về, không về để con rắn nó về liền luôn. Ví dụ vậy nha, không có lo. Người miền Tây thật thà, chất phác, dễ thương. Mà người Nghệ An lại càng đáng yêu hơn nữa. Giọng nói hai miền nó khác nhau nhưng thật ra nó hòa quyện với nhau, nó ngọt ngào lắm. Hai đứa rất là hiền. Ha. Yeah. Rồi, bây giờ nói câu gì tận đáy lòng của mình, rút ruột rút gan cho bạn gái nghe cái coi. Thả tay xuống đúng không? Thì tay nói, nắm tay nói. Nắm tay chặt vô nói nào. Đó. Thấy lòng mình sao gì đó. Em có muốn nói gì với anh nữa không? Ừ. Em biết nói gì hết luôn. Thôi vậy giờ cho tụi em bấm nút rồi xong rồi để tụi em hẹn. Xin mặt tội nghiệp quá ông Mai ơi. Ừ, giờ chắc đi. Đang run và đang nôn lắm á. Rồi thôi mời đi. Hai bạn về chỗ. Dạ. Hai này nó một hai mối tình mà chưa bao giờ có kinh nghiệm gì yêu đương luôn á. Đây đưa tay đây. Dạ. Để tay trái vào nút bấm đi em trai. Dạ. Huyền và Trường hả? Dạ. Hai tên đều dấu Huyền hết á. Trường Huyền, Huyền Trường. Thử xem chúng ta có hợp với nhau hay không. Nhắm mắt lại 30 giây, lắng động lại để xem người này có phải là người làm chúng ta rung động hay không. Người này có phải là người cùng chung chí hướng. Người này có phải là người mà chúng ta suy nghĩ trong cuộc đời của mình để hướng đến một tương lai tốt đẹp hay không. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm vì bất kỳ điều gì cả. Bấm nút là phải bấm thật sự bằng trái tim của mình nha các bạn. Nếu không đúng như vậy, không cần bấm. Nhường nút bấm nó cho người khác. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Cảm ơn em. Chính thức các bạn đã hẹn hò nhau đó. Huyền rất là nghiêm túc nha. Huyền nhắm mắt lại. Chút xíu nó ngủ luôn rồi. Thì kiểu người ta nhắm mắt, người ta nhắm mắt. Rất là nghiêm túc luôn đó. Huyền suy nghĩ rất là kỹ luôn đó. Chính vì thế nên anh nghĩ rằng trường phải cố gắng chăm sóc cô gái này. Cô ấy tốt đó, chàng trai này cũng tốt đó Huyền. Dạ. Hai đứa cố gắng. Thật ra bây giờ nó không còn khoảng cách đâu. Mỗi ngày chúng ta có thể qua mạng xã hội có thể gặp nhau, trò chuyện với nhau, chăm sóc mối tình này ha. Dạ. Miền Tây với Đắk Lắk cũng xa xôi lắm đâu ha. Bây giờ tất cả mọi điều nó xích lại gần với nhau rồi. Mình về Đồng Tháp chơi một chuyến, xong lên Đắk Lắk chơi một chuyến, xong rồi đem quà tới Khoa một chuyến là xong thủ tục. Được không? Dạ được. Được ha. Dạ. Hứa với mấy anh chị đây cái gì đi. Hứa cái gì đi. Dạ. Hứa sẽ chăm sóc gì đó, cố gắng bảo trợ em để gì đó. Hứa mấy anh chị Khoa người ta hỗ trợ cho. Thành hay bại là cũng do đây đó. Dạ, những người này đó. Thì mời anh chị Khoa về Đồng Tháp nhậu. Nói đây nè chứ nói anh chị. Xin phép đại diện của Khoa là em sẽ chính thức hẹn hò với Huyền. Dạ. Em nghĩ hai bạn nên cho nhau một cái cơ hội. Dạ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai thì để cho em hoàn thành cái trách nhiệm với các sếp ở nhà nhà. Cái thứ ba thì cho Khoa em nếu mà có cơ hội thì được một chuyến đi về miền Tây chơi. Dạ. Em xin hết. Chẳng những miền Tây mà đi Đắk Lắk một chuyến nữa để có Khoa đi nó đỡ hơn ha. Mình nói chuyện hai bên luôn, được chưa? Rồi. Cho phép anh hùng em miếng. Cho phép anh hùng em miếng. Trời ơi.